Hello, em xin chào hai bác đẹp trai, một bác ở Phú Xuyên Hà Nội và một anh trai ở Thiên Đường Bảo Sơn. Ngày mai thì hai sản phẩm này sẽ được lên đường cho hai bác, và em cũng rất là vui mừng được hai bác đã tin tưởng và ủng hộ hai sản phẩm. Và ngày hôm nay em sẽ phải làm một video để test trực tiếp hai chiếc cục đẩy PC2700 này. Và cũng cảm ơn anh trai ở Thiên Đường Bảo Sơn đã nhiệt tình ủng hộ một chiếc 2700 và combo luôn là một đôi loa rích của Đức 3 đường tiếng ở phía bên kia mà em đang mở với chiếc cục đẩy 2700 cùng các bác. Và hôm nay thì cũng test sản phẩm và quay cho các bác cùng xem sản phẩm của mình. Phía bên dưới đây thì là chiếc của một anh ở Phú Xuyên Hà Nội, thì em cũng xin phép được giấu danh tính bởi vì nhu cầu của khách hàng theo yêu cầu thì em cũng ngày mai em cũng sẽ gửi đi cho bác, và cũng xin chân thành cảm ơn bác đã gửi em đầy đủ và không phải thu sau nữa. Xin chân thành cảm ơn bác rất là nhiều. Và còn anh trai ở Hà Đông, ở Thiên Đường Bảo Sơn, thì ngày hôm nay em sẽ làm video test và cũng như là quay cho bác xem chiếc cục đẩy của bác ngày mai. Ngày hôm nay thì em sẽ test luôn cho bác này. Đấy, em đánh trực tiếp từ chiếc máy tính và vào con đẩy luôn, không qua vang. Vang thì em đã tắt hết rồi các bác nhá, không có vang đâu, đánh thẳng trực tiếp. Từng kênh một các bác nhá. Để mà nghe nhạc thì đôi loa này và chiếc cục đẩy này thì các bác có thể ghép với lọc và vang số nữa thì hết ý luôn rồi. We'll be right back.
Vâng, vậy là em đã test thành công cho chiếc sẽ dành cho bác ở Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội. Và chiếc thứ hai em sẽ tiếp tục test cho anh ở Phú Xuyên một lần nữa. Và em sẽ chuyển dây loa xuống dưới đây, các bác nhé. Chuyển dây loa xuống dưới đây. Tín hiệu thì em đã mắc song song hai con với nhau. Đó. Em đã mắc song song hai chiếc đẩy với nhau rồi. Đấy, các bác quan sát này. Tắt nguồn các bác nhá. Tiếp tục rồi. Em đang đánh mộc mạc với đô la 40 ở bên kia đâu nhá. Vâng, ok. Video em test cho hai chiếc đẩy đến đây xin tạm dừng, và cũng như xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Và ngày mai thì em cũng sẽ hứa với các bác rằng là lại tiếp tục lên những combo và những chiếc đẩy xịn sò như kia, và với những đôi loa xịn sò. Ví dụ như JBL hoặc nhiều những đôi khác các bác nhá. Rồi sẽ có những video để test những chiếc lọc xì hàng cao cấp này để giới thiệu cùng các bác các bác nhá. Các bác nhớ like mạnh và chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của Hùng JBL vào để các bác theo dõi những sản phẩm trước mắt các bác ngày hôm nay đang hiển thị trên màn hình của các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và tiếp tục những video sau các bác dành cho em thật nhiều tình cảm thì em sẽ liên tục cập nhật và sẽ liên tục chia sẻ với các bác những sản phẩm độc, đẹp, chuẩn, hay đó nhá. Xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều, và em còn nhiều những sản phẩm khác sẽ tiếp tục từ từ dần dần và em sẽ đưa lên cho các bác xem. Nhưng mà thưa các bác, bác nào hỏi mua lan đột biến thì không bán đâu nhá các bác nhá. Vì nhà có mỗi một giỏ, năm nay 7 năm rồi. nó già yếu quá rồi nhưng mà cũng không bán được các bác ạ. Có nhiều bác có hỏi em có bán cây này không, nhưng mà không bán đâu các bác nhá. Nếu như bác nào yêu thương em sẽ tặng từng nhánh thôi chứ không bán đâu. Riêng cây này thì tháng thừa tháng thiếu, năm đủ năm thiếu không cần biết, nhưng đúng 30 Tết các bác sẽ được gửi bùa hương hoa. Đấy. Nó là như vậy các bác nhá. Rất nhiều những sản phẩm mà các bác sẽ được tham khảo. Ngày mai thì sẽ có những combo súp, rồi những chiếc đẩy châu Âu từ xuất xứ từ Italia, rồi Thụy Điển, rồi thì Đức, Mỹ cũng có các bác nhá. Đó, và những dòng loa khác nữa em sẽ dần dần đưa lên cho các bác cùng khám phá cũng như là tìm hiểu dần dần để thay thế vào những cái sản phẩm mà các bác trước đây đã sử dụng và như là nó cũ rồi hoặc nó chưa đạt cái nhu cầu tầm chơi của các bác. Em cũng mang về những cái sản phẩm nó cũng rất là bình dân thôi, do với mức giá hạng cao thì nó cũng không là quá cao và nó rất là bình dân với anh em chơi cái tầm audio mà chúng ta đã cảm nhận được sự tinh tế của những thiết bị âm thanh châu Âu để mang về cho các bác những chất lượng mà như ý nhất, ưng ý nhất, vừa với đồng tiền nhất, phù hợp với điều kiện gia đình nhà mình nhất. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Nhớ like cho em Hùng JBL. Xin chân thành cảm ơn các bác và bye bye.